Và kính thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Nhật Cường xin được trân trọng giới thiệu đêm nhạc Hoàng Châu Sao và Sao được tổ chức tại sân khấu Trống Đồng. Và giờ đây, đêm nhạc đặc biệt Hoàng Châu Sao và Sao xin được phép bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Sống với những mong chờ
giọt nước mắt ai đây sẽ lâu khi em chợt khóc. Em làm nhạc gì đâu mà đoạn hậu dữ vậy em? Anh thông cảm nha anh. Dạ. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Nước Mắt Họa Bì cùng với Cảm Giác Còn Lại qua phần góp mặt của ca sĩ Hoàng Châu cùng với vũ đoàn Bước Nhảy đã cùng mở đầu cho đêm nhạc Hoàng Châu Sao Và Sao ngày hôm nay. Châu em sẵn em đứng đây luôn nha, em đừng có bỏ chạy nha. Cái Châu hay bỏ chạy lắm. Rồi trước khi anh đặt câu hỏi thì em có lời gì để mà chào khán giả thân thương của em hôm nay không? Rất vui mừng và rất là hạnh phúc. Ngày hôm nay, Hoàng Châu xin được phép gửi đến tất cả quý vị các bạn khán giả thân yêu có mặt tại sân khấu Trống Đồng lời chào trân trọng và thân thương nhé.
Kính thưa quý vị các bạn, và đây cũng là một trong những niềm ước mơ ấp ủ đã lâu của nữ ca sĩ Hoàng Châu. Và bây giờ thì Hoàng Châu, anh sẽ đặt câu hỏi như thế này. Trước khi mà em làm chương trình này thì em có nói với anh là: ôi anh Hiền ơi, em lo quá, em không biết là chương trình của em có được thành công không, và khán giả có đến với em hay không, và tình cảm của khán giả những cái năm mà em mới khởi đầu em đi hát á, tới bây giờ có còn dành cho em nồng nàn hay không. Bây giờ thì trước mặt em là rất là đông đảo những khán giả, những trái tim yêu thương em, bây giờ em cảm giác em như thế nào, có còn như lúc đầu không? Dạ, thực sự thì hồi lúc nãy Hoàng Châu bước ra thì quý vị cũng thấy đó, Hoàng Châu rất là run. Bởi vì đây là cái chương trình đêm nhạc đầu tiên mà Hoàng Châu tổ chức sau hơn 10 năm Hoàng Châu đi hát rồi. Đây là lần đầu tiên. Bây giờ Hoàng Châu thấy rằng được sự đón nhận và ủng hộ của tất cả quý vị. Hoàng Châu cảm thấy rất là hạnh phúc và Hoàng Châu đã an tâm được một phần nào. Nhưng mà thấy khán giả đông như vậy, Hoàng Châu lại có những cái rung khác nữa anh Hiền ơi. Lại rung nữa hả? Dạ, tại vì em cũng có nghe chị Hoàng Châu có tâm sự. Lúc mà chạy chương trình ngày hôm nay thì chị có nói là thực sự là sau những chuyến lưu diễn nước ngoài nè, rồi đi các tỉnh thành ở trên đất nước chúng ta, xong rồi trở về thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho chương trình này, lo đến độ mà em nghe nó hình như là mất ngủ nhiều lắm đúng không? Mất ngủ mấy tuần luôn hả? Đúng rồi, bởi vì khi mà chuẩn bị cái chương trình này thì gần đây nhất, thì càng ngày càng gần thì Hoàng Châu lại càng ngủ không được. Hễ mà người ta mất ngủ nhiều ngày như vậy thì người ta sẽ ốm o gầy mò lắm. Mà tại sao em vẫn còn tươi rói và sắc sảo như vậy? Em có bí quyết gì chăng? Không phải đâu, tại vì em có thói quen á, khi nào mà em mất ngủ á, là em ăn suốt đêm luôn. Trời ơi, trời ơi, tội nghiệp quá. Bởi vậy nói chung là chúng ta vẫn thấy là tươi rói khi đó, mà đến đó là bí quyết đó, hả? Dạ, đó. Giảm cân không được. Em bắt đầu khoái bí quyết này rồi. Nhưng mà trước khi chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tiết mục rất là đặc sắc ngày hôm nay mà Hoàng Châu đã tâm huyết gửi đến tất cả các anh chị. Chị Hoàng Châu ơi, quý vị khán giả đến với Trống Đồng ngày hôm nay rất là đông như thế này, không biết là chị có lời nào mong muốn cùng gửi đến tất cả quý vị ngày hôm nay không ạ? Vâng ạ, Hoàng Châu phải nói là bao nhiêu cực khổ của Hoàng Châu không có uổng phí. Ngày hôm nay Hoàng Châu phải thức từ 9 giờ sáng để đến đây chạy chương trình cho tới giờ về rồi chuẩn bị đi hát luôn, không có nghỉ một thời gian nào hết. Cho nên là tới giờ Hoàng Châu cũng chưa có ăn nữa, nhưng mà không sao đâu, Hoàng Châu sẽ hết mình với quý vị hôm nay. Hoàng Châu mong muốn rằng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình để không phụ lòng của tất cả quý vị các bạn đã đến với Hoàng Châu. Và Hoàng Châu cũng mong rằng nhân cái đêm nhạc này, Hoàng Châu sẽ có một vị trí nho nhỏ trong lòng tất cả quý vị khán giả có mặt đêm nay. Đó là điều hạnh phúc nhất của Hoàng Châu rồi ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Vâng, cảm ơn các bạn fan hâm mộ. Xin cảm ơn tình cảm mê mến của quý vị và các bạn đã dành tặng cho Hoàng Châu. Vâng, và bây giờ Hoàng Châu xin phép được vào trong để chuẩn bị tiết mục tiếp theo để gửi đến quý vị ạ. Chúc quý vị một buổi tối xem ca nhạc thật là vui tươi và thật ý nghĩa. Xin chào tạm biệt. Xin cảm ơn ca sĩ Hoàng Châu rất nhiều khi đã cùng gửi những lời chia sẻ vừa rồi đến toàn thể quý vị và các bạn ngày hôm nay. Anh cặp tay cái anh. Sao mà em cứ bám riết anh vậy? Anh đâu phải là hạng trai dễ dãi để mà em cứ bám riết anh vậy đâu. Mình là hoa đã có chủ đó nha. Anh, nhưng mà thật sự là đêm hôm nay chúng ta cảm thấy rằng rất là vui khi cùng đón nhận tình cảm của quý vị khán giả. Đúng rồi, cho tới giờ này thì trái tim của anh cũng cảm thấy rất là vui, vui lây nữa. Bởi vì mình được đứng trên một cái sân khấu, một cái chương trình lớn. Và đây là một cái chương trình có thể nói là Hoàng Châu cũng đã cất rất là nhiều công sức để mà tập luyện. Thấy Hoàng Châu tập mà có khi, có đôi khi mà cặp mắt cô bé đỏ giống như là đỏ, giống như bị cái con gì nó bay vô mắt vậy đó. Mà có khi đi diễn chung với anh ở tại những cái nơi tỉnh miền Trung rồi cao nguyên này nọ, thì Châu thường hay nói là: anh Hiền ơi, anh nghĩ sao nếu như sắp tới em chuẩn bị làm cái live show hoặc là một cái đêm nhạc như thế này, nói thì em nên làm đi, tại vì em đi hát lâu lắm rồi, em chưa có bao giờ làm. Và nếu em làm thì hầu như là tất cả những người mà không chỉ là những người đồng nghiệp về ca sĩ nè, diễn viên, người mẫu hay là danh hài gì đó, chắc chắn là tất cả mọi người đều phải ủng hộ cho Hoàng Châu. Có em nữa, dạ. Đúng rồi, có em nữa. Dạ. Rồi, thì anh nói vậy thì Châu nói là em lo lắm, tại vì nếu mà em làm thì đòi hỏi là cái lần đầu tiên làm phải làm sao để cho ra mắt thật là ấn tượng, và cái ấn tượng ban đầu bao giờ cũng khó quên đũng không? Dạ đúng rồi, và Ngọc Tiên cũng hy vọng rằng ngày hôm nay quý vị cũng sẽ có được một đêm nhạc thật ý nghĩa và như mong đợi của những người thực hiện chương trình. Bởi vậy mà tất cả quý vị cũng như là anh Hiếu Hiền cũng thấy đó, hôm nay chương trình được gọi là đầu tư rất là kỹ càng, từ âm thanh, ánh sáng nè, rồi thiết kế sân khấu nữa, cũng khác với mọi ngày tại Trống Đồng này ạ. Mà cái khâu mà đặc biệt nhất để chọn là chọn MC. Tại cái quan trọng của Hoàng Châu là chọn cái tiêu chuẩn là MC nam phải đẹp trai. Dạ. Em hiểu không? Đó. Dạ. Thành ra rốt cuộc là sau khi lọc tới lọc lui, bây giờ phải lựa mình anh.
tại cái nét đẹp anh nó độc lắm. Em hiểu không? Em cũng thấy vậy. Đó, dạ. Nhưng mà anh cũng rất là vui khi mà anh đứng cạnh em, mặc dù anh thấp hơn em nhưng mà anh vẫn chói lóa và rạng ngời. Em không nói được gì chăng? Dạ chắc chắn bây giờ em cũng xin được bật mí chuyện trở về với chương trình đi. Thật sự thì hôm nay là ngoài MC là đặc biệt như anh Hiếu Hiền vậy đó. Chị Gốm. Dạ, nói chung là đẹp, tài hoa như thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy là những tiết mục hôm nay cũng đặc sắc. Mà đặc sắc ở đây là sẽ có sự kết hợp giữa các danh hài rồi giữa ca sĩ cùng kết hợp với nhau để mà thể hiện những tiết mục em nghe nói là gọi là đầu tiên, mới lạ, hấp dẫn luôn đó anh. Đúng rồi, đến với chương trình này thì quý vị sẽ nhận thấy một Hoàng Châu rất khác. Không chỉ là cô ca hát được mà cô còn diễn hài được nữa. Ồ, rất là hấp dẫn đúng và không nè. Và bây giờ thì tiết mục tiếp theo mình sẽ giới thiệu như thế nào đây? Thực ra thì em còn định giới thiệu thêm là hôm nay á, ngoài phần góp mặt của các danh hài cùng vừa kết hợp với Hoàng Châu thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những vị khách mời là những người bạn rất là thân thiết trong thời gian vừa qua cùng với Hoàng Châu. Bởi vậy tiết mục tiếp theo cũng là một người bạn của chị. À, một người bạn rất thân đúng không? Dạ đúng rồi dạ. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một tiếp theo. Và một anh chàng thật là đẹp trai, mang tên là Quách Thành Danh. Vừa tàn xa, vết thương đau ngọt ngào, chẳng nợ nần gì nhau. Hãy để tình ta bay cao. Từ vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối, che giấu trên nụ môi những lời yêu quá ta tươi. Thà một lần đi cách xa nhau ngàn đời, cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi. Người vội vàng lên, nhàn sắc chưa tàn úa, mai muốn xa cuộc vui, chẳng còn mong những ngọt bùi. Hey! Từ đây xa rồi đôi cánh tay mơ, từ đây xa từ lời nói điều hoa, từ đây chỉ còn lại mình ta ra thuyền tuổi chia xa, biết cho ngày đã qua đường tình vừa xa. Xác thân đau dạ rời, nhưng một lần này thôi thôi thôi, để rồi từ nay yên vui. Cuộc đời buồn tênh nên lá loi tìm đêm, ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến một phần. Nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng. Còn chút hương yêu, xin đưa vào dư âm. Có phải còn yêu, vì đôi lần thầm nhớ. Mình đã thật quen, cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng, màu trắng khăn tang của anh căn phòng cô đơn. Bão tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hát buồn hiu ngõ đến sầu cô liêu. Một chiều trên đồi em làm thơ,
có biết tương tư vàng úa, mong dê tháo đàn bên người mơ, mới biết mình yêu bao giờ. Thời cố nhân ơi, chuyện thần tiên xa vời, tình đã như vôi, mong chi còn chung đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Anh cảm ơn chị. Xin cảm ơn bé yêu ạ. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn những tình cảm thân thương vị dành cho Danh ạ. Và liên tục chương trình mỗi vị đến vừa sáng tác rất nổi tiếng và dễ thương được mang tên Tôi Vẫn Nhớ. Xin cảm ơn. Bao năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ con đường nắng u buồn, dìu nhau đi tìm dăm bóng ma, lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ. Tôi vẫn nhớ, nhớ đêm hẹn hò bên trăng sao, cùng câu nói yêu thương ngọt ngào. Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu đã ngủ yên trong cõi thâm sâu. Ngày em đi tôi gạt nước mắt thế lương sầu bi. Tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm màu cùng người đàn tay ngắm sao đêm. Hẹn trăm năm ta cùng kết tóc xe duyên mộng vàng. Nhưng đêm nay gọi tên anh tiếng nghe xa buốt, mới hay mình vẫn yêu người. Ngày xa nhau càng xa mãi mãi, tình yêu ơi biết làm sao nguôi. Tôi vẫn nhớ mắt em buồn nhìn nơi phương xa, sợ năm tháng duyên kia nhạt nhòa. Tôi vẫn nhớ anh hay một mình, thường làm thơ nên thích suy tư, thường gấm trăng sao dệt muôn lối em đi chiều nào. Tôi vẫn biết xa nhau là buồn, chuyện tình kia vô cánh bay cao. Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười.
câu ca sao. Mẹ dù con bao năm vẫn nhớ, nước non còn chiến tranh dài. Người ra đi còn đi mãi mãi, mộng chung đôi vẫn còn chia phôi. Tôi vẫn nhớ em lên đường chiều mưa giăng cao, mình tôi đứng sưng sưng nghẹn ngào. Tôi nhớ mãi năm xưa một chiều, lần về quê anh ghé thăm tôi. Quà cho nhau em tặng tôi chiếc khăn thêu màu xanh. Tôi vẫn biết xa nhau thật rồi, kỷ niệm ơi anh đã quên tôi. Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười. Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười. Trên tóc ngủ say bên lưng đèo,
trả lại anh con đường tình năm cũ. Đường tình ơi ta với ta một mình thôi. Năm xưa anh lỗi hẹn và mình đừng quên nhau. Những ân tình ngày đó có bao nhiêu thì dang dở, dở dang có đâu nhiều. Kỷ niệm xưa, kỷ niệm buồn biết mấy. Thà quên đi như chúng ta chưa từng quên. Trả lại anh con đường tình năm cũ. Đường tình ơi ta với ta một mình thôi. Trả lại anh con đường tình năm cũ. Đường tình ơi ta với ta một mình cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Vâng. Dạ. Vâng. Bài hát vừa rồi quý vị vừa lắng nghe, đó là một ca khúc nhạc trữ tình rất là lãng mạn và cũng rất là dễ thương. Đó là ca khúc Chỉ Một Mình Thôi ạ. Và Hoàng Châu rất là vui và rất là hạnh phúc khi nhận được những món quà và những bó hoa dễ thương của tất cả quý vị các bạn, các anh chị và các bạn đã dành tặng cho Hoàng Châu. Cảm ơn chị Bác đã dành tặng cho Hoàng Châu bó hoa. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ ca khúc tiếp theo nữa thì Hoàng Châu cũng sẽ dành tặng cho quý vị một ca khúc nhạc trữ tình. Đây là một ca khúc mà rất lâu rồi đã được rất là nhiều khán giả yêu mến. Bây giờ Hoàng Châu xin hát lại cho quý vị nghe. Đó là ca khúc mang tên Yêu Một Mình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Thật là cao, có dây leo kiên rào. Nhà anh cuối con đường ngoài ô, vách thưa đèn dầu thắp, gió lùa vào từng đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong được đưa đón chân em. Xót xa anh còn trắng tay hoài, sách đèn nợ chưa dứt nên lận đận chuôn chuyến. Đôi ta đưa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách trở mình anh ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi cầm nín hoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, đã từ thơ ngây giáng hoa đi lấy chồng. Đường quen bỗng bây giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Vạn kiếp
đóng thuyền rồi, có còn gì đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Sông cuối sông, bao nhiêu cách chờ mình em thôi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi gầm nín hoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ thơ ngây giáng hoa đi lấy chồng. Đường quen bỗng bây giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn gì đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn gì đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị. Và hôm nay Hoàng Châu rất là hạnh phúc được đón nhận tấm lòng của các bạn fan hâm mộ nhỏ xíu của Hoàng Châu. Chị Ba xin chào các bạn nha. Vâng, chị Ba rất là vui khi nhận được những tình cảm và những gì các bạn đã dành tặng cho chị Ba. Chị Ba sẽ nhớ mãi ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ dạ, tụi em ở phía sau. Dạ vâng, bây giờ Hoàng Châu xin phép được vào trong để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo nữa. Xin phép được tạm biệt quý vị. Châu ơi, hình như em có dẫn gia đình của em đi theo hay sao? Ở dưới kêu Hoàng Châu dữ vậy. Gia đình fan hâm mộ của em. Vậy hả? Em kêu lớn lại lần nữa giùm anh coi. Thấy không? Nghe kêu Hoàng Châu không? Để anh kiếm gia đình của anh coi. Hiếu hiền. Rồi em vô tao xin chào đi cưng. Tiền. Dạ. Trời đất ơi, sao em hồng dữ vậy? Dạ, em mong muốn rằng mình sẽ được luôn nổi bật kế bên chàng trai bé nhỏ của em. Oh yeah, chẳng thà là vậy. Dạ. Bây giờ thì như thế này, nãy giờ thì em thấy 4 bài hát rồi của chị Châu. Thì trong những bài hát đó em thích bài hát nào nhất? Bài nào em cũng thích hết trơn. Trời ơi. Tại em tham lam lắm. Vậy em là người đàn bà tham lam chứ không phải là anh đâu, anh không phải là người đàn ông tham lam nha. Bà này mới quá vậy. Anh à, nói về tình yêu với ghen em thấy có nhiều cái chuyện mà mình phải nói nhau. Nếu mà như vậy là em có ghen không? Anh hỏi thiệt á, nếu em là đại diện cho cánh đàn bà và phụ nữ là em có ghen không? Em là không có bao giờ. Mà nói gì cũng khó ha. Tại vì em thấy cái câu là ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, đúng không anh chị? Mà thiệt sự là em á là ghen dữ lắm á. Bà làm gì sắp nhai xương luôn rồi hả? Trở lại với em đi anh. Chứ nói chị như ghen mà em nghiến răng nghe ghê vậy. Đâu có ghen gì, là em mỏng nhuyễn lắm rồi. Mỏng nhuyễn lắm hả? Còn với anh á thì với anh thì anh cũng nói thật ra là gái nào thì lại gái chẳng hay ghen chồng, đúng không? Dạ đúng rồi. Còn anh thì anh lại rất là ghen. Anh nói thẳng là anh rất là ghen. Ghen, dạ. Là tại vì mà sao anh ghen? Em thấy là Hiếu Hiền nè, anh Hiều nè, ai cũng yêu thích, ai cũng yêu mến. Với lại với dáng vẻ đẹp trai như anh. Nhưng thì mà, đừng có nói ra mấy cái vụ mà đẹp đẹp đó, em giấu bớt đi. Nghe không?
Thì nói chung là tại vì do cái nhan sắc của anh hiểu á, cho nên là anh biết mình không bằng ai, cũng không có được ngang với ai được trơn á. Thí dụ vậy em cứ so sánh từ đầu chương trình đến giờ là Quách Thành Danh đi. Yeah. Là một trong những mẫu người đàn ông rất là chuẩn, rất là đẹp, dốc dáng rất là cao. Nói chung hồi trẻ là anh cao vậy đó, bây giờ anh càng lớn anh càng thun lại. Kỳ vậy. Thì anh không biết cái đó, cái tỷ lệ nghịch, đúng không ạ? Dạ. Ngộ quá. Ngộ lắm. Dạ. Thì cái cấu trúc của con người anh nó vậy mà, em hiểu không? Thì bây giờ thì anh ghen là tại vì nói chung là do cái tình yêu mà mình muốn bảo vệ lấy cái tình yêu mình. Và hãy ra đường mình chỉ cần mình thấy người yêu của mình mà dơ, mình thấy một thằng chàng trai nào khác là bắt đầu anh ấy lại bắt đầu anh ngứa tay rồi. Anh chà tới chà lui, nhìn ai đó? Vẫn đó hả? Không không, em đâu có nhìn ai. Không, anh chỉ kể chuyện thôi, anh chỉ kể chuyện thôi. Dạ. Em hiểu không? Dạ. Kính thưa quý vị các bạn, và những lời dẫn dắt vừa rồi đó cũng chính là lời giới thiệu với một tiết mục thật là đặc biệt. Và đây là một sự kết hợp thật là bất ngờ giữa một ca sĩ và một danh hài. Anh ai vậy anh? Anh nói thật với em nha. Dạ. Em được cái không đẹp mà em nhiều chuyện quá. Cho nên là em hãy vào trong lắng nghe và xem tiết mục này và sẽ biết là Hoàng Châu sẽ song ca cùng với ai nha. Anh lại mất cỡ quá. Đi cưng, đi. Dạ. Cưng. Nói yêu anh, yêu anh nói yêu em, yêu ta nói yêu nhau, phải chăng tình yêu, phải chăng tình yêu, yêu câu nói trên môi, yêu ánh mắt trao duyên, yêu ta đón đưa nhau, phải chăng tình yêu, phải chăng tình không nói, tình yêu không hứa, hứa chi em, hứa cũng vậy thôi. Tình yêu không gian dối, tình yêu không tiếc nuối, chót yêu nhau, dẫu thương đau, mình mãi bên nhau, không rời xa. Yêu là tim cùng quay nhịp đập ta khát khao, yêu là bao sâu đau một tình ta sớt chia. Yêu là không cần chi dù cho đời đắng cay, yêu là yêu ngàn đời xin dâng hiến. Yêu cần chi lời nói ngọt ngào nhưng chóng phai, yêu cần chi ánh mắt nụ cười trong phút giây. Yêu mà sao người nỡ để lòng tôi đớn đau, yêu mà sao tình em vội lãng quên. Yêu đau đớn chi thế, cho ta nát tim đau. Yêu hãy đến bên nhau, đắng cay ngọt bùi cùng sớt chia. Yêu khi đã trao nhau, xin yêu mãi mãi sau. Trao nhau hết con tim, một đời cuồng si, mãi xin cùng nhau yêu tròn một đời yêu. Vì yêu nên tương tư, chớ cho ai cầm lấy đôi bàn tay. Đừng cho kẻ lạ đi về chung một lối, đừng cho bóng hình chen lấn tim em. Ghen, vì yêu nên anh ghen. Ghen, vì yêu nên xanh xao,
mắt môi kia, đừng để cho ai hôn. Đừng mang nỗi sầu trên màu mắt nhung nhớ, đừng cho gối mộng quấn quýt đêm thâu. Từ lúc yêu em, anh thẫn thờ ngóng chờ. Từ lúc yêu em, đời anh như giấc mơ. Từ lúc yêu em, trái tim biết làm thơ, vẫn vương nhưng mộng mơ, vì yêu nên quá ghen. Đừng để gương soi trong lúc em ngắm nhìn, đừng để anh trăng nhìn em khi ngủ say. Đừng để cho anh nhớ nhung suốt ngày đêm, ngăn ngừa với thời gian mộng mơ thêm úa màu. Ghen, vì yêu nên anh ghen. Ghen, vì yêu nên ta mê. Trái tim anh dành để cho riêng em. Từng đêm giấc mộng anh ghen tuông vì nhớ, vì yêu quá nhiều nên anh mới ghen thôi. Ghen, vì yêu nên anh ghen. Ghen, vì yêu nên xanh xao. Ghen, nhìn ai anh cũng ghen. Hoàng Châu và anh Chí Tài rất là cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị ạ. Hú hồn, hú hồn. Hú hồn. Vâng. Anh. À con, dạ, khỏe không? Dạ, cảm ơn ca sĩ Hoàng Châu. Dạ. Vâng ạ, và bây giờ Hoàng Châu xin phép được chia tay để nhường sân khấu lại cho anh Chí Tài ạ. Cảm ơn quý vị. Thế Hồng lấy người, lấy micro của người đẹp thôi. Anh Hiền. Trời ơi, thương quá à, thương quá, quay mặt quá coi. Anh nói công nhận lao mặt cho anh Chí Tài mà tưởng đánh bát xe không. Nói nghe nè, đưa liền đi anh. Đưa chứ gì? Không là người ta không biết đâu là cái đàn mà đâu là anh đó. Đúng rồi. Em thật là một cô gái không đẹp nhưng mà có duyên ghê. Giới thiệu mình ở đây à, thôi mà, thôi đưa cái đàn cho người ta đi. Ôi, anh nói chứ cái này là của Tài nè cưng. Bây giờ thì Tài đeo cái đàn vô đi. Dạ anh. Nói cái vụ đó đi. Cái gì? Nói cái vụ đó đó. Anh thấy lạ đó thì mới không? Không được, không được, không hỏi được. Bây giờ như nè, đàn ông không thể nào hỏi đàn ông được. Dạ. Cho nên em phụ nữ em hỏi đi. À dạ. Anh không biết tự ái đâu. Con gái mà hỏi anh là hỏi cái câu mà ngay cục tức ông cũng không giận nữa. Nghe tục cục tức là không có giận. Đúng rồi, ông này ông dạy gái lắm. Vậy thì em qua hỏi. Hỏi đi, em hỏi đi. Dánh tay. Anh. Sao em? Cho em hỏi. Cái gì? Dạ, nói chung là tóc giả đó má ơi. Mệt quá. Ý thì em định hỏi là sao tóc anh hôm nay nhiều hơn thường ngày quá vậy? Hỏi đại đi. Bữa nay là đi tiệm làm nó sới dữ lắm nó mới được vậy thôi. À dạ. Cái đào sới có mấy cộng mà. Dạ. Nó đào sới bới móc dữ lắm mới được vậy. Đào lắm chứ không phải giỡn đâu. Em thích mái tóc này của anh. Dạ. Các anh chị có thích không ạ? À? Một đầu tay ạ. Tại vì bữa nay hát với Hoàng Châu đã trẻ rồi mà mấy em dancer đó kêu mình bằng chú với bác không à. Nên mình phải làm cho nó trẻ trung tí. Nếu mà như vậy anh là cái kiểu tóc của anh nó hợp với cái tên gọi là gì biết không? Gì em? Lô cốt của Tài Việt Nam. Rồi thôi bỏ đi. Dạ. Thôi đừng bỏ ảnh nữa. Thôi anh ca đi, anh ca đi. Ngọc Tiên với lại tất cả quý vị đang mong ngóng là để nghe anh Chí Tài hôm nay hát như thế nào vậy? Đúng rồi. Dạ, xin mời anh, không biết là ca khúc gì tiếp theo ạ? À, sau đây thì Chí Tài xin hát một sáng tác do chính Chí Tài viết cách đây gần 4 năm. Nó cũng cũ rồi, chắc quý vị cứ nghe cũng nhiều. Nhưng mà nhân cái live show của Hoàng Châu thì Tài xin hát. Bài hát có tựa đề là Em ở đâu? Mời quý vị cùng thưởng thức.
màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt cũ quạnh, nhớ em anh muốn thét lên trong đêm dài, nằm như những kỷ niệm gặp nhau phút ban đầu. Mắt em, ôi đôi mắt em, anh về nhớ. Trong lòng anh từng ngày vẫn nhớ thương em. Em ở đâu ngồi buồn nhìn ánh sao đêm trên đường khuya, một mình lặng bước trong mưa. Em ở đâu giờ đây, em ở đâu? Ôi nụ hôn nồng nàn ngày ấy trao nhau, nhưng giờ đây một mình phòng vắng đơn côi. Đêm từng đêm gọi thầm, gọi mãi tên em. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt cô quạnh, nhớ em anh muốn thét lên trong đêm dài, nằm nhớ những kỷ niệm gặp nhau phút ban đầu. Mắt em, ôi đôi mắt ơi, anh về nhớ nhung. Một mình phòng vắng đơn côi, đêm từng đêm gọi thầm, gọi mãi tên em. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt cô quạnh, nhớ em anh muốn thét lên trong đêm dài, nằm nhớ những kỷ niệm gặp nhau phút ban đầu. Mắt em, ôi đôi mắt ơi, yeah,
về nhớ nhung. Em ở đâu giờ này, em ở đâu? Anh ngồi đây đừng dòng nhạc viết tên em. Phương trời xa tình này sẽ mãi không phai. Trao về em một người mà anh chót yêu. Anh đã yêu, anh sẽ mãi yêu em. Cảm ơn quý vị rất nhiều.